Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin được chia sẻ với cả nhà một món bánh tráng miệng rất là ngon mà mình tin chắc rằng các bạn cả nhà mình đã từng làm rất nhiều lần. Nhưng hôm nay mình xin được chia sẻ phương pháp làm bánh da lợn của mình nhanh gọn và rất là ngon. Nếu như các bạn xem qua làm thử có thấy thích thì cứ theo công thức của mình mà làm nha. Còn nếu không thì có thể giữ cái công thức cũ của mình, thì mình xin được chia sẻ để cả nhà mình cùng tham khảo. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào bếp để xem thử món bánh da lợn này mình làm nhanh gọn và ngon như thế nào nhé. Nhiên liệu hôm nay mình cần để làm bánh da lợn là mình có bột gạo, bột nếp, bột năng, đậu xanh và nước dừa trong lon. Trước tiên là phần đậu xanh, thì hôm nay mình sẽ cần đến là 200g đậu xanh. Sau khi rửa sạch, vo sạch xong mình sẽ bắc lên trên nồi và nấu. Nấu như nấu cơm vậy nha cả nhà, nấu cơm hơi nhão một chút xíu. Đó, tại vì khi mà mình nấu cho nó sôi xong nó sẽ mềm để cho mình sau đó mình sẽ tán đi cho nó mềm cho nó nát ngay ở trên lò đó. Thì sau khi mà đậu xanh nó đã chín mềm rồi đó thì mình chỉ việc lấy cái giá mình tán nó ra, mình tán nhuyễn nó ra để cho nó nát đó. Càng nát thì càng ngon và mình sẽ trộn vào trong bột tí nữa. Đó. Như thế này là được rồi đây. Đó. Và bây giờ thì đến phần pha bột để làm bánh hôm nay thì mình sẽ cần đến là một gói bột năng, một cup bột gạo, 4 tablespoon của bột nếp, 2 cup rưỡi đường, 2 cup 3/4 nước và 2 lon nước dừa, một nửa teaspoon muối. Tất cả những hỗn hợp này mình sẽ quậy cho thật đều. Và với 2/3 cup nước mà mình sẽ pha vào trong bột hôm nay thì các bạn cả nhà mình có thể nấu cái nước lá dứa, nấu lá dứa để dùng cái nước đó mà pha vào bột thì nó sẽ càng thơm ngon hơn. Nhưng mà hôm nay mình không có cho nên mình không có dùng đến. Và sau khi mà mình đã quậy xong thật đều thì mình sẽ lược qua một cái lớp để mình make sure là những nó bột đều tan đều hòa hết và không có những cái lợn cợn đó. Quậy đều xong thì mình sẽ dùng một cái rây và mình lược qua như thế này và mình chỉ đổ vào một cái là coi như mình sẽ sẵn sàng để mình pha chế làm ba màu và mình sẽ hấp bánh đó. Sau khi mình lược xong thì mình sẽ dùng cái phần lược sạch sẽ như thế này mình sẽ chia ra làm 3 phần. Đó, mình sẽ chia ra làm 3 phần bằng nhau. Đó. Khi mình chia ra 3 phần bằng nhau thế nhiên mình lấy ba cái tô như thế này đây. Đó, mình chia ra mình đâm ở khoảng 3 phần ba cái lượng bột bằng nhau như thế này. Và sau đó mình sẽ pha màu. Thì các cả nhà thấy là thứ nhất là mình sẽ cần có màu xanh, màu vàng và màu màu bình thường. Thì cái dung lượng màu xanh như thế này đây thì mình sẽ bỏ màu vào tùy theo cả nhà mình muốn đậm lợt như thế nào. Thì theo như cái bánh mà hôm nay mà mình làm đó thì mình đã sử dụng là khoảng 20 18 đến 20 giọt của cái màu xanh. Đó, và mình bỏ thêm một chút cái màu của cái gọi là cái màu lá dứa, cái mùi lá dứa cho nó thơm. Đây là cái màu trơn và cái đậu xanh thì sau khi cái phần đậu xanh mà mình nấu mà hồi nãy đó mình đã nấu xong rồi đó, mình sẽ bỏ vào trong cái tô như thế này. Và sau khi mình bỏ vào trong tô như thế này xong thì mình sẽ đem đi nếu các bạn muốn có thể xay một quặng cho nó nhuyễn thêm. Nhưng mà dù xay hay là không xay, mình cũng phải lược qua để mình tán xuống, để mình tán nó nhuyễn ra,
để cho cái đậu xanh á, nó khi nó ăn thì nó rất là mềm mại và nó nhuyễn, chứ nó không có bị những cái lợn cợn. Chính vì vậy mà cái bánh da lợn của mình ăn rất là ngon, và cái đậu xanh nó nhuyễn trong miệng, chứ nó không có phải bị lợn cợn khi mà mình ăn, cho nên nó rất là ngon. Hơi mất công một chút xíu, nhưng mà nó làm như vậy thì cái bánh nó mới ngon đó. Thì sau khi mình bỏ vào cái rây như thế này, mình cứ lấy cái muỗng lớn mình quậy đó, mình chà đó, vừa làm vừa quay vừa chà nó như thế này đó. Tại vì mình đã sau khi mình bỏ đậu xanh vào trong cái một phần bột đó, thì mình sẽ đem xay một lần đi, quay một chút xíu thôi là xong, trong cái máy sinh tố đó đó. Rồi sau đó mình mới đem đi mình tán như thế này, thì cho dù mình xay đi nữa mình cũng phải tán nhuyễn nó ra để mình lấy được cái gọi là cái độ nhuyễn hoàn toàn, thì khi mình ăn vào trong miệng cái đậu xanh nó không bị lợn cợn, nó mới ngon đó. Thì các bạn cứ làm như thế này, cứ tán nhuyễn nó ra, thì cái phần mà đã được tán nhuyễn nó sẽ dính ở dưới đáy của cái tray á. Mình sẽ vớt nó ra, một tí thì các bạn sẽ thấy mình lấy ra như thế nào đó. Đó, anh làm dưới đảo mình thì như này mình sẽ lấy xuống đó. Khi mà mình tán nó xuống thì cái phần mà nó đã nhuyễn nó sẽ dính ở phía dưới, thì mình cứ làm cho đến khi nó hết thôi, thì mình cứ chà như thế này đó. Chứ nếu mà các bạn không tán nhuyễn thì cái phần đậu xanh nó sẽ lợn cợn, chứ nó sẽ không có được nhuyễn. Thì khó một chút xíu, nhưng mà mình ăn cái bánh nó sẽ rất là ngon đó. Trong lúc này thì mình bắt đầu cái nồi nước sôi đã bắt đầu sôi ở bên kia, chuẩn bị để mình hấp đó. Đó, cái tán như thế này thì nó đã gần xong. Thật sự ra khi mà mình làm á, thì trong cái lúc mà mình đang làm đậu xanh thì mình có thể làm hấp cái màu xanh lá cây trước để mà chờ, nhưng mà tại vì hôm nay mình muốn làm để cho chia sẻ cho các bạn cho nó rõ ràng, thì khi mà các bạn làm thì trong lúc mình đang làm bánh đậu xanh thì mình có thể đã hấp cái màu mà cái phần màu xanh dứa trước đó. Đó, bây giờ thì coi như mình đã coi như là xong cái phần đậu xanh đó, mình tém hết cái phần ở dưới nó đã dính ở dưới rây đó, mình bỏ xuống hết trong tô, và bây giờ mình sẽ chuẩn bị để mình bỏ màu. Thì đây là tô đậu xanh mình đã vừa tán xong nhuyễn rất là ngon. Bây giờ thì mình sẽ pha thêm một chút xíu màu vàng cho nó đẹp, khoảng chừng hai giọt như thế này đó. Thì xong rồi mình quậy đều lên và mình chuẩn bị để mà mình sang phần hấp bánh đó. Đó, bây giờ cái màu nó đẹp như thế này đây rồi. Bây giờ trước khi cái phần hấp bánh thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn hôm nay mình sẽ dùng đến cái loại tray nhựa như thế này bằng silicon. Nó có nhiều màu và nó rất là mềm mại, cho nên khi mà mình lấy bánh ra nó rất là dễ, và nó làm cho cái bánh nó đẹp, nó không có bị dính trên tay, và rất là nhanh đó. Thì tí nữa các bạn sẽ thấy mình chia sẻ lấy bánh ra như thế nào. Nếu như các bạn cả nhà mình nếu không có cái này, chưa có order được, thì đó mình có thể dùng một cái loại tray khác, đó là cái loại mà mình hay dùng để làm muffin lúc xưa, bằng cái loại non-stick, tức là không có dính, cái tray như thế này đây thì cũng được, nhưng nó chỉ có 6 bánh, còn cái kia thì nó làm nhiều hơn đó. Thì các bạn cứ xem thử mình làm chia sẻ như thế nào nha, để mà tùy theo mình quyết định muốn làm tray loại nào. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu hấp bánh. Thì một cái máy hấp như thế này, cái xửng hấp như thế này, mình sẽ để một lần mình hấp là 3 cái tray
silicon như thế này đây đó, mình sẽ để nghiêng qua nghiêng lại như thế này thì nó vừa đủ đó. Thì mình sẽ dùng một cái muỗng mà mình sẽ làm đều nhau cái độ. Trước tiên là mình sẽ bỏ cái màu xanh lá dứa ở dưới trước đó. Dày mỏng thì tùy theo cả nhà mình nha, thì cứ đổ vào hết lần lượt ba cái tray này trong cái tray trong cái lần hấp đầu tiên đó. Cứ dùng một 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 size muỗng và mình cứ bỏ vào. Làm qua một lần thì các bạn sẽ biết được là cái bánh dày mỏng mình thích ăn như thế nào đó. Cho nên là hấp mỗi lần như vậy đó, mỗi lần một cái màu mình hấp như vậy á thì khoảng chừng 10 cho đến 13 phút. 10 cho đến 13 phút, nhanh lắm chứ không có phải lâu đâu. Đó, cứ lần được mình cứ để ngang qua như thế này và để xéo lại, tức là cứ xếp như vậy thì mình sẽ làm cho cái đợt cái màu xanh đầu tiên. Sở dĩ mà mình thích làm cái bánh khuôn nhỏ nhỏ này đó bởi vì mình khi mình làm xong thì mình không cần phải cắt, mà nó rất là nhỏ nhỏ xinh xinh, ăn rất là dễ thương, tức là mình nhìn rất là đẹp con mắt, cho nên là nó rất là xinh xắn. Bởi vậy nếu các nhà cả nhà mình không thích thì có thể đổ thành một cái ổ lớn, một cái ổ lớn cũng được, không cần phải như thế này. Nhưng mà mình chia sẻ vì cái đây là cái cách mà mình hay làm cho cả nhà mình ăn, là cái loại bỏ trong cái tray nhỏ nhỏ như vậy, cho nên khi ăn thì không cần phải cắt ra gì cả, mà cầm một cái như vậy ăn rất là gọn, và điều trước nhất là nó rất là xinh xắn. Mình phải ăn bằng mắt trước, cho nên là mình thích làm nó nho nhỏ như thế này đó. Thì bây giờ mình đã gần xong một cái phần ở dưới là cái phần màu xanh. Cái loại cái tray nhựa này nó rất là tiện lợi, cái bằng silicon nó rất tiện lợi, nó hấp rất là nhanh, và đồng thời nó mình cầm đi hoặc là mình lấy bánh ra rất là gọn đó. Sau khi mình đổ xong thì mình bắt đầu sẽ đậy nắp lại và mình sẽ đem mình hấp hấp một đợt như thế này các bạn nha, là trong vòng 10 đến 13 phút. Đó, bây giờ là cái đợt đầu tiên đã chín xong nè, mình lấy ra thì cái tray mà nằm dưới cùng hết á thì nó hay có bị nhiễu nước nhiều hơn, cho nên mình trước khi ấy mình có thể thấm một chút xíu, mình lấy cái tờ giấy mình thấm để mình lấy cái nước nó nhiễu ra đó, trước khi mình bỏ vào đậu xanh đó. Thì như các bạn biết là ba phần bột này mình chia ra đều nhau, cho nên khi mình bỏ đậu xanh vào trong cái phần này thì đương nhiên cái phần đậu xanh nó sẽ nhiều hơn hai phần kia. Thì mình có thể bỏ đậu xanh nhiều hơn một chút xíu, cái thứ nhất là nó có đậu xanh nhiều thì nó càng ngon đó, cho nên mình có thể bỏ dày hơn một chút xíu so với cái màu xanh và cái màu màu trắng đó. Thì cũng giống như lần trước, mình cứ bỏ đều hết ba ba tray với nhau, rồi xong rồi mình lại đem hấp hấp tiếp tục 10 13 phút đó. Thì các bạn thấy không, nó làm không có lâu đâu, mà mình thích nhất là khi cái phần gỡ bánh, tí nữa các bạn xem rất là đẹp mắt, rất là đẹp mắt đó. Giống như cái đợt kia đó, các bạn thấy nó chín rất là nhanh chứ không có lâu đâu. Cứ giữ một cái muỗng bằng cái độ như vậy thì mình sẽ bỏ rất là đều tay. Cái phần đậu xanh thì mình thích ăn nhiều, cho nên với lại nó sẽ cái lượng của nó nhiều hơn so với hai cái màu kia, cho nên mình có thể đổ dày hơn một chút xíu. Các bạn nhớ điều này. Khi mà các bạn làm qua một lần rồi đó thì các bạn sẽ biết được cái độ mình múc là bao nhiêu để cho nó đều và cho nó tròn, tức là nó không có dư bột ra. Cứ làm qua một lần thì sẽ kinh nghiệm ngay. Đó, sau khi mình đổ xong thì bây giờ mình lại tiếp tục đậy nắp lại và bắt đầu mình hấp đợt 2. Rồi, bây giờ đó thấy chưa, mình đã xong cái đợt 2. Cái đợt 2 đó mình lấy ra như thế này. Các bạn nhớ là cái phần tray ở dưới hết thì nó hay bị nhiễu nước nhiều, cho nên mình lấy tờ giấy mình thấm sơ qua. Thấm sơ sơ qua để nó hút cái nước đó đi đó. Đó. Nếu như vậy rồi mình lại bắt đầu
mình bỏ cái màu cuối cùng. Các bạn nhớ là đôi lúc khi mà các bạn sau 10 13 phút thì mình muốn thử là chín chưa, thì các bạn chỉ việc rời rời như thế này thì thấy nó không có còn lỏng nữa là coi như chín. Đó, thì cái phần cuối cùng là cái phần mình bỏ cái màu trơn, cái màu màu trắng bình thường, thì cũng giống như vậy, nhưng giống như 2 lần trước mình để cái độ mà múc múc bao nhiêu á thì nó bằng giống như như là cái màu xanh đó, thì nó cho nên nó rất là đều đặn thôi. Bỏ lên cái tray thứ hai rồi cũng như vậy. Như vậy xong như vậy mình sẽ bắt đầu mình hấp cái tray thứ ba, là mình lại hấp tiếp thêm 10 13 phút nữa là coi như mình xong cả cái đợt bánh này, mình làm ra cũng nhiều lắm đó. Cho nên nếu mà các bạn ở nhà ít người thì mình làm một nửa thôi nha, rồi mình chia lại cái độ mỗi thứ giảm một nửa. Nhớ là cái độ đường mình làm hôm nay nó không có ngọt đâu cả nhà mình ơi. Thì các bạn cứ ăn thử nha. Ăn thử xong nếu mà thấy ngọt thì mình giảm bớt. Còn nếu bạn nào muốn ngọt hơn thì bỏ thêm. Đó. Phải làm thử qua một lần thì mới biết được. Sau khi mà mình hấp hết 3 phần màu thì bắt đầu mình sẽ lấy bánh ra. Đây là một cái phần mà cái giai đoạn mà rất là fun và rất là vui. Các bạn thấy như thế này thấy chưa? Khi mà lấy bánh ra, cái bánh rất là dễ thương và rất là láng lẫy. Đó, vì cái tray này nó rất là dễ gỡ. Đó, các bạn thấy chỉ việc đẩy cái phần dưới lên, đó, đẩy cái tay lên thì cái bánh nó sẽ đi ra rất là gọn gàng. Đó, các bạn thấy đẹp chưa? Rất là dễ thương. Thật sự mà nói, khi mà làm bánh này thứ nhất là nó ngon không nói gì, cái thứ hai nữa là nó rất là vui mắt và rất là thích. Nó giống như là ngày xưa mà mình chơi lúc còn nhỏ mà mình chơi hàng xén với mấy chị vậy đó. Tức là thật sự bây giờ là mình đã qua tuổi lục tuần rồi, nhưng mà khi mình làm cái bánh này mình cảm thấy giống như mình đang chơi chơi đồ chơi đó, chơi hàng xén mà nấu đồ ăn, nấu cơm, nấu làm bánh với lại mấy chị hồi xưa khi mà còn nhỏ. Đó, các bạn thấy chưa, cái bánh nó rất là dễ thương và nó lấy ra rất là láng lẫy, rất là dễ. Đó. Chỉ việc đẩy cái bánh nó lên thì nó ra như thế này. Đó. Các bạn thấy chưa? Trước tiên là con mắt mình nó rất là no, nó rất là đẹp con mắt. Ngon dở thì chưa biết. Nhưng mà thấy con mắt mình rất là đẹp mắt là mình ưng ý rồi. Đó, nhưng mà ngon lắm nha chứ không phải dở đâu. Vừa ngon vừa đẹp. Đó. Thấy dễ thương chưa? Giống như là mình chơi đồ chơi vậy đó. À, thì như vậy mình cứ gỡ ra hết, mình gỡ ra hết rất là nhanh. À, thấy cái tray nó sạch sẽ, nó không cần phải mình chỉ việc làm xong mình chỉ việc tráng sơ qua thôi là chứ không cần phải rửa gì nhiều. À, các bạn thấy chưa, đẩy lên một cái là nó ra nguyên một cái bánh không có dính này, không có cần phải lấy dao xoay chung quanh giống như cái tray kia thì mình phải lấy cái dao mình xoay chung quanh để mình gỡ ra. À, đây là dĩa bánh da lợn vừa mới vừa làm xong, đều đặn, xinh xắn, dễ thương và rất là ngon. Bánh dai vì mình có bột năng, dẻo vì mình có bột nếp và giòn vì mình có một gạo. À, như các bạn thấy là nếu như mà mình không thích làm cái bánh nhỏ nhỏ thì các bạn có thể đổ cái bánh lớn như thế này đây cũng rất là ngon, nhưng mà phải mất công cắt một chút xíu đó, thì tùy cả nhà mình nha. Xin thành thật cảm ơn cả nhà đã theo dõi video chia sẻ của mình ngày hôm nay, và hy vọng cả nhà mình yêu thích để cùng vào bếp để làm thử nha. Và nhớ đừng quên like, share and subscribe để ủng hộ channel của mình nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và xin chúc cả nhà một cuối tuần thật vui vẻ.